Xin mời quý vị và các bạn đến với bản tin cập nhật giá sầu riêng mới nhất ngày hôm nay mùng 8 tháng 8 năm 2023 trên kênh Bản tin Nhà Nông. Nếu bạn là người mới đến với kênh, xin hãy ủng hộ ban biên tập một like và một nút đăng ký kênh để nhận thông báo giá sầu riêng mới nhất mỗi khi kênh phát hành. Chúc quý vị một ngày mạnh khỏe và thành công. Mở đầu bản tin là những tin vắn đáng chú ý, phần cuối bản tin là thông tin giá sầu riêng được thu mua tại các vùng trọng điểm. Thanh long lại kêu cứu, sầu riêng có đáng lo. Thanh long từng là mặt hàng xuất khẩu tỷ đô la Mỹ, nhưng gần đây thường xuyên kêu cứu vì Trung Quốc không ăn hàng. Ngược lại, sầu riêng đang vươn lên thần tốc, chiếm vị trí dẫn đầu của thanh long cũng nhờ thị trường này, làm dấy lên lo ngại liệu vị vua mới có đi vào vết xe cũ. Trên một số diễn đàn nông sản gần đây, tràn ngập thông tin kêu gọi giải cứu thanh long, giá công nhân chỉ 5.000 đến 5.500 đồng trên kg, bao cước vận chuyển lên tận thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương. Tại thị trường thành phố Hồ Chí Minh, giá từ xe đẩy đến quầy xả phổ biến từ 10.000 đến 15.000 đồng trên 2 kg thanh long ruột trắng, ruột đỏ từ 10.000 đến 12.000 đồng trên kg. Tại các siêu thị, giá thanh long các loại cũng chỉ cao hơn từ 2.000 đến 5.000 đồng trên kg. Đây là mức giá rất thấp nếu so với hồi đầu năm, khi giá tại vườn từ 20.000 đến 40.000 đồng trên kg tùy loại. Ông Nguyễn Tánh, chủ vườn hơn 1.000 trụ thanh long tại huyện Hàm Thuận Bắc thở dài, thanh long đang vào giai đoạn chính vụ, những ngày qua gặp mưa nhiều nên nấm bệnh gia tăng, giá bán giảm mạnh. Theo Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật Bình Thuận, toàn tỉnh hiện có trên 27.000 ha thanh long đang vào chính vụ, nhưng có đến gần 20% diện tích bị bệnh đốm nâu. Ngoài ra, bệnh thối rễ tóp cành bị nhiễm gần 700 ha, bệnh nám vàng cành 620 ha. Đó cũng là tình cảnh của nhiều nhà vườn ở Long An, Tiền Giang. Việc thanh long rớt giá vào thời điểm này không phải là điều mới mẻ mà có tính chu kỳ. Ông Đặng Phúc Nguyên, Tổng thư ký Hiệp hội Rau quả Việt Nam, phân tích thanh long của Việt Nam những năm gần đây chỉ bán tốt trong giai đoạn từ tháng 12 đến tháng 5 năm sau. Người Trung Quốc rất thích sử dụng thanh long làm vật phẩm thờ cúng, nên đây là cao điểm tiêu thụ của thị trường này. Sau tháng 5, trong văn hóa của người Trung Quốc không còn nhiều dịp lễ lớn liên quan tới thờ cúng. Thêm vào đó, từ tháng 5 đến tháng 11 lại vào vụ thu hoạch thanh long của nước này. Đó là hai lý do chính khiến tiêu thụ thanh long giảm mạnh giai đoạn hiện tại. Đây là thông tin quan trọng mà người dân cần biết để điều chỉnh lịch thời vụ cho phù hợp. Ông Nguyễn Đình Tùng, Phó Chủ tịch Hiệp hội Rau quả Việt Nam bổ sung, thị trường tiêu thụ chính của thanh long Việt Nam là Trung Quốc. Hiện nay, họ đã chủ động canh tác thanh long nên nhu cầu nhập khẩu hạn chế, thanh long chỉ có giá và hút hàng khi không phải mùa vụ của Trung Quốc. Chưa kể, Ấn Độ cũng đã trồng thành công loại quả này. Mới đây, chính phủ Ấn Độ quyết định xây lộ trình canh tác lên 50.000 ha trong 5 năm tới, từ 3.000 ha hiện nay. Ngoài ra, Mexico cũng đã canh tác được thanh long, khiến thị phần xuất khẩu của Việt Nam sang Mỹ và Canada bị hạn chế. Hiện tại, giá sầu riêng tại nhiều vườn ở khu vực Tây Nguyên đã tăng 15.000 đến 20.000 đồng trên kg so với tháng trước, lên mức 85.000 đến 90.000 đồng trên kg. Ông Nguyễn Văn Mười, Phó trưởng cơ quan phía Nam Hội làm vườn Việt Nam giải thích, hiện nguồn cung khan hiếm cục bộ đẩy giá lên cao do vụ mùa ở khu vực miền Đông đang vào giai đoạn kết thúc, khu vực này diện tích chỉ khoảng 21.000 ha nên sản lượng khá hạn chế. Còn Tây Nguyên là nơi có diện tích lớn nhất, lên đến trên 51.000 ha. Trên tổng diện tích hơn 110.000 ha của cả nước lại mới bắt đầu vụ. Theo ông Nguyên, do thời gian vận chuyển ngắn, sầu riêng Việt Nam tươi ngon hơn sầu riêng Thái Lan, nên chính doanh nghiệp và tiểu thương Trung Quốc đẩy giá sầu riêng Việt Nam tại thị trường nước này lên ngang giá với sầu riêng Thái Lan. Tiến sĩ Võ Hữu Thoại, Viện trưởng Viện cây ăn quả miền Nam phân tích, so với sầu riêng thì thanh long khá dễ trồng. Hiện nay nhiều nước trồng được và trồng rất nhiều, đặc biệt là Trung Quốc. Chính vì vậy mà nhiều khả năng thanh long sẽ không thể quay về thời Hoàng Kim, là mặt hàng tỷ đô la Mỹ được. Với sầu riêng thì vấn đề lại khác. Những thông tin mới nhất từ Trung Quốc cho thấy họ trồng sầu riêng chưa thành công. Đây là điều dễ hiểu vì sầu riêng là loại cây trồng nhiệt đới và để trồng thành công sầu riêng họ phải cần thêm thời gian hoặc đầu tư rất lớn cho hệ thống nhà kính. Điều này sẽ khiến giá thành tăng cao và khó cạnh tranh. Tôi muốn nhấn mạnh là Trung Quốc chưa trồng thành công, chứ không phải là không thành công. Chúng ta cũng phải thẳng thắn nhìn nhận ở thị trường Trung Quốc hiện nay, thương hiệu sầu riêng của Malaysia và Thái Lan cũng mạnh hơn. Đây là yếu tố cản trở với sầu riêng Việt Nam. Bên cạnh đó, Lào và Campuchia cũng đầu tư trồng sầu riêng để giành thị phần ở thị trường đông dân nhất thế giới. Trung Quốc đang đầu tư 12.000 ha để trồng sầu riêng tại Lào. Đây là những thách thức rất lớn cho sầu riêng Việt Nam trong hiện tại và những năm tới. Như vậy, để phát triển cây sầu riêng bền vững cần phải củng cố, nâng cao niềm tin và giữ vững thị trường tiêu thụ nội địa của 100 triệu người dân Việt Nam. Bên cạnh đó, ngoài thị trường truyền thống thì việc mở rộng thị trường mới tại các nước có nhiều người Việt và người Hoa sinh sống là cần thiết. Riêng cộng đồng người Việt ở nước ngoài có trên 5,3 triệu người, trong đó tại Mỹ hơn 2 triệu người,
cũng là thị trường tiềm năng của sầu riêng Việt Nam trong tương lai, theo ông Thoại. Giá sầu riêng hôm nay, giá sầu riêng Thái, giá sầu riêng G6 khu vực miền Tây Nam Bộ, miền Đông Nam Bộ, Tây Nguyên. Cập nhật hôm nay ngày 8 tháng 8 năm 2023, giá sầu riêng hôm nay tiếp tục đi ngang. Sau đây là bảng giá sầu riêng tham khảo được thương lái thu mua tại vườn ở các khu vực miền Tây Nam Bộ, miền Đông Nam Bộ, Tây Nguyên. Tùy theo đoạn đường hay khu vực vận chuyển mà giá cả sẽ có sự chênh lệch ít nhiều. Khu vực miền Tây Nam Bộ, RI6 đẹp lựa, 55.000 đến 60.000 đồng trên kg, RI6 xô, 45.000, 52.000 đồng trên kg, sầu riêng Thái đẹp lựa, 90.000 đến 96.000 đồng trên kg, sầu riêng Thái mua xô, 80.000 đến 85.000 đồng trên kg. Khu vực miền Đông Nam Bộ, RI6 đẹp lựa, 55.000 đến 59.000 đồng trên kg, RI6 xô, 45.000 đến 50.000 đồng trên kg, sầu riêng Thái đẹp lựa, 90.000 đến 96.000 đồng trên kg, sầu riêng Thái mua xô, 80.000 đến 85.000 đồng trên kg. Khu vực Tây Nguyên, RI6 đẹp lựa, 55.000 đến 59.000 đồng trên kg, RI6 xô, 45.000 đến 50.000 đồng trên kg, sầu riêng Thái đẹp lựa, 90.000, 98.000 đồng trên kg, sầu riêng Thái mua xô, 80.000 đến 85.000 đồng trên kg. Hãy theo dõi kênh Bản tin Nhà Nông để cập nhật tin tức giá thị trường hàng ngày. Chúng tôi luôn cập nhật liên tục và mang đến cho bạn nguồn thông tin chính xác nhất. Xin chào, hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình lần sau.